Miễn xin mến chào quý vị đang cùng đến với những chương trình mua sắm trên VTV Hyundai Home Shopping. Hôm nay sẽ là những câu chuyện chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau về một bí quyết bảo vệ sức khỏe cho chính bản thân của mình cũng như là tất cả những thành viên trong gia đình với sữa ông chúa. Thế nhưng có một điều mà chúng ta thường hay hoang mang và lo lắng là trên thị trường hiện nay thì có rất là nhiều các thương hiệu sữa ông chúa khác nhau cũng như là nguồn gốc nhập khẩu và nguồn gốc xuất xứ khác nhau, khiến cho người tiêu dùng cảm thấy rất lo lắng và hoang mang là không biết là chúng ta có thật sự là đang lựa chọn đúng là sữa ông chúa chất lượng, sữa ông chúa thật và cả là sữa ông chúa chính hãng hay chưa, để mình có thể là yên tâm sử dụng cho chính bản thân của mình và cả những người mà chúng ta quan tâm nữa. Và để cho quý vị chúng ta không còn phải lo lắng về chính điều này thì ngay bây giờ quý vị hãy đồng hành cùng với VTV Hyundai Home Shopping, một dòng sản phẩm chất lượng được nhập khẩu trực tiếp từ Úc về Việt Nam, đến từ thương hiệu nổi tiếng của Úc chuyên sản xuất những dòng sản phẩm về sữa ông chúa, thương hiệu Costa. Và với dòng sản phẩm này chúng ta yên tâm về nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc quý vị nha. Mình có thể là mua sắm về ngay bây giờ cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Và sau đó thì tất cả những thành viên trong gia đình của chúng ta đều có thể rất là dễ dàng sử dụng luôn. Ví dụ các chị em phụ nữ mình đang quan tâm vừa làm đẹp cho làn da của mình nè, cho sắc vóc của mình, vừa có thể là giúp chúng ta có thể là ổn định và cải thiện sức khỏe của mình nữa, thì cũng có thể sử dụng đều đặn quý vị nha. Còn đối với các quý ông hoặc là đối với những cặp vợ chồng, chúng ta vẫn có thể là yên tâm sử dụng sữa ông chúa chính hãng ngày hôm nay chúng tôi gửi đến. Còn với ông bà cha mẹ trong gia đình của mình, để có giấc ngủ ngon hơn và để có sức khỏe, sức đề kháng được tăng cường thì cũng hãy yên tâm sử dụng sữa ông chúa Royal Jelly. Đúng rồi thưa quý vị, như vậy là tất cả mọi thành viên trong gia đình của mình đều có thể là an tâm khi sử dụng. Và ngày hôm nay thì mức giá quý vị sở hữu ngay một hộp sữa ông chúa chính hãng Costa được nhập khẩu 100% từ Úc về Việt Nam, có ngay tem chống hàng giả rõ ràng từ Bộ Công an, và bên cạnh đó là còn có cả ngay tem nhập khẩu đến từ công ty phân phối độc quyền của thương hiệu Costa tại Việt Nam, đó chính là công ty Hạnh Phúc nữa. Nào quý vị, chúng ta cứ an tâm khi sử dụng quý vị nha. 850.000 đồng với 365 viên sữa ông chúa chính hãng từ Úc để quý vị chúng ta an tâm khi sử dụng. Cơ hội đặc biệt ưu đãi sở hữu ngay viên sữa ông chúa Costa 365 viên một hộp, dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu từ Úc, đảm bảo chất lượng, hàm lượng cao lên đến 1450mg một viên, viên nang tiện lợi sử dụng mọi lúc mọi nơi, sản phẩm được dán tem chống hàng giả của Bộ Công an rõ ràng. Cơ hội sở hữu ngay sữa ông chúa Costa giúp hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái sinh tế bào, làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp và sáng da, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giúp giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong đến bên ngoài. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Chương trình đặc biệt bí quyết sống khỏe cùng VTV Hyundai, lựa chọn ngay viên sữa ông chúa Costa 365 viên một hộp, giá ưu đãi 850.000 đồng. Yên tâm về hàng chính hãng, không lo hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nhận quà tặng hấp dẫn, một bộ ráp không mền, một máy tạo cụi tóc Nova. Hãy nhanh tay lựa chọn. Sản phẩm ngày hôm nay chúng ta đang cùng tìm hiểu đó chính là sữa ông chúa. Ban đầu thì ông chúa cũng chỉ là một ấu trùng bình thường như bao ấu trùng ông thỏ khác. Nhưng nhờ cả đời không ăn gì khác ngoài sữa ông chúa dần trở nên vượt trội hơn so với ông thợ về mọi mặt. Ông chúa có thể sống lâu gấp 40 lần ông thợ, cơ thể lớn gấp rưỡi ông thợ và rất khỏe mạnh. Mỗi ngày ông chúa có thể đẻ khoảng 2.000 trứng mà không kiệt sức. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta sử dụng đều đặn sữa ông chúa mỗi ngày, một loại dược liệu quý từ thiên nhiên, sẽ có những tác dụng quý giá đối với sức khỏe của con người. Bên cạnh đó là còn cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Và ngày hôm nay sẽ là một sự lựa chọn đến từ Úc với sữa ông chúa nhập khẩu trực tiếp từ Úc về Việt Nam, thương hiệu Costa. Mến trong chương trình mua sắm rất là hấp dẫn ngày hôm nay của VTV Hyundai Home Shopping thì Vũng Yến và Tú Trinh gửi đến cho quý vị và các bạn sự giới thiệu về một dòng sản phẩm mà Vũng Yến nghĩ là gia đình mình cũng đã từng nghe qua hoặc là có những gia đình đã rất là quen thuộc với dòng sản phẩm này rồi, đó chính là sữa ông chúa. Nhưng mà như chúng tôi đã chia sẻ đó, sữa ông chúa thì quý vị có thể rất là dễ dàng tìm thấy ở bên ngoài thị trường của nhiều thương hiệu, nhiều mức giá thành cũng như là nhiều mẫu mã khác nữa. Nhưng mà đôi khi gia đình chúng ta cảm thấy rất là lo lắng bởi vì không biết là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm như thế nào, rồi cái chất lượng ở bên trong ra sao, và khi chúng ta sử dụng để bồi bổ cho sức khỏe của mình, cho cơ thể của mình thì có an toàn hay không. Ngày hôm nay chúng tôi gửi đến cho quý vị một sự lựa chọn mà Phụng Yến nghĩ là gia đình của mình có thể là cảm thấy yên tâm khi mà lựa chọn rồi, bởi vì dòng sản phẩm này được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc, và chúng tôi gửi đến cho quý vị hàng chính hãng có tem chống hàng giả của Bộ Công an. Đúng rồi thưa quý vị, và đó sẽ là điều mà chúng ta cảm nhận rõ ràng nhất khi mà quý vị sở hữu và cầm trên tay của mình là những hộp sữa ông chúa với 365 viên được nhập khẩu trực tiếp từ Úc
về Việt Nam và được phân phối độc quyền bởi công ty Hạnh Phúc với thương hiệu là Costa. Và đây là một thương hiệu rất là nổi tiếng tại Úc quý vị nha. Có rất là nhiều người dân bản địa cũng như là nhiều du khách quốc tế khi đến với Úc thì đã chọn ngay là thương hiệu Costa để mà sở hữu ngay những dòng sản phẩm là sữa ông chúa với 100% là sữa ông chúa từ thiên nhiên. Ở đây thì quý vị sẽ có một hộp lớn như thế này. Ở bên trong là mình sẽ có đến là 365 viên sữa ông chúa như vậy. Quý vị sẽ an tâm khi mà ở phía đằng sau của mỗi hộp mình sẽ có ngay là những dòng tem với chữ bằng tiếng Việt, cả về thành phần, về công dụng, về liều dùng cũng như là đối tượng sử dụng. Và đặc biệt quan trọng đó chính là chúng ta sẽ có hạn sử dụng cũng như là sẽ có cách hướng dẫn sử dụng và cả bảo quản rất là cụ thể nữa. Có cả địa chỉ của nhà sản xuất và cả địa chỉ của công ty nhập khẩu luôn. Cho nên quý vị rất là an tâm khi mà chúng ta sử dụng quý vị nha. Và ở đây là sữa ông chúa 100% Made in Australia, là được sản xuất ngay tại Úc và sau đó được nhập khẩu trực tiếp từ Úc về Việt Nam. Đồng thời quý vị sẽ cùng nhìn thấy đó chính là hạn sử dụng là tháng 10 năm 2018, rất là lâu dài quý vị nha. Ở đây mời quý vị sẽ cùng quan sát kỹ hơn cùng với Tú Trinh và Phụng Yến nha. Chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là tem chống hàng giả của Bộ Công an được niêm yết rất là rõ ràng và nổi bật ở ngay trên mỗi hộp sữa ông chúa của thương hiệu Costa. Chưa hết, bên cạnh tem chống hàng giả của Bộ Công an, quý vị hãy cùng quan sát kỹ ở ngay trên phần nắp hộp sẽ có ngay đó chính là phần tem nhập khẩu được dán và niêm yết bởi công ty Hạnh Phúc, là công ty phân phối độc quyền dòng sản phẩm sữa ông chúa của thương hiệu Costa tại Việt Nam. Quý vị sẽ thấy là mình sẽ còn có cả cú pháp nhắn tin nữa, với lại phần mã số đây, mình chỉ cần chúng ta cào cái phần thẻ cào chỗ này ra và mình chỉ cần soạn ngay tin nhắn theo cú pháp này và chúng ta gửi về tổng đài thì mình sẽ nhận được tin nhắn là cam kết là hàng chính hãng quý vị nha. Và Phụng Miến ơi, chưa hết nha, còn một điều để mà chúng ta có thể là an tâm mình kiểm tra ngay là ở đây quý vị sẽ thấy là một cái phần tem mờ đúng không ạ? Đây chính là phần tem nước, mình chỉ cần chúng ta chạm nhẹ ngón tay vào nước và sau đó mình chỉ cần xoa nhẹ lên đây là quý vị thấy đó, chỉ cần tác động cùng với nước như thế này là dòng chữ hiển thị rõ ràng, đó chính là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hạnh Phúc, là đơn vị nhập khẩu và phân phối độc quyền dòng sản phẩm sữa ông chúa Costa tại thị trường Việt Nam. Đó, cho nên là quý vị chúng ta rất là an tâm khi sử dụng đúng không ạ? Cho nên là mình cứ an tâm chúng ta sở hữu ngay cùng với VTV Hyundai Home Shopping để chính bản thân của mình và tất cả mọi thành viên trong gia đình đều an tâm sử dụng mỗi ngày và đều đặn nữa chứ. Và khi mà chúng ta sử dụng đều đặn mỗi ngày cùng với những viên sữa ông chúa chất lượng như thế này thì thành phần dinh dưỡng ở bên trong là rất cao quý vị ạ. Các bạn ạ, có là 50mg sữa ông chúa đông khô ở bên trong mỗi viên, và khi mà chúng ta sử dụng thì ở bên trong thành phần mỗi viên còn có thêm là vitamin E, là vitamin nhóm B, acid folic, 18% protein và 22 loại acid amin. Những viên sữa ông chúa vàng óng như thế này chúng tôi gọi nó là một món quà vàng dành tặng cho sức khỏe. Bởi vì cùng với những thành phần dinh dưỡng như là quý vị đang nhìn thấy đây, khi mà vào trong cơ thể của chúng ta, nó sẽ hỗ trợ cho cơ thể của mình làm chậm lại quá trình lão hóa, hỗ trợ cái quá trình tái sinh các tế bào được diễn ra tốt hơn, đồng thời là giúp chúng ta làm đẹp và sáng da hơn nữa, đồng thời là mang lại một cái sức khỏe tốt hơn, sức đề kháng được cải thiện và tăng cường. Và cả những người lớn tuổi ở trong gia đình chúng ta như là ông bà cha mẹ chẳng hạn, sử dụng đều đặn như vậy cũng sẽ giúp là có một cái giấc ngủ ngon hơn và cái khả năng của chúng ta hồi phục cũng tốt hơn đó Tú Trinh nè. Đúng rồi. Và thưa quý vị, với mỗi hộp sữa ông chúa của thương hiệu Costa ở đây thì mình sẽ có đến là 365 viên luôn. 365 viên là một số lượng rất là nhiều, và nếu như bản thân của chúng ta mà sử dụng thì các chị em phụ nữ của mình nha có thể là dùng đều đặn mỗi ngày là một viên trong suốt là một năm như vậy luôn. Cho nên nó rất là tiết kiệm và rất là an tâm khi mà chúng ta sử dụng quý vị nha. Thương hiệu Costa, một thương hiệu nổi tiếng đến từ Úc với sữa ông chúa 100% từ thiên nhiên. Và quý vị cũng sẽ nhìn xem trên tay của Tú Trinh ngay bây giờ, đó chính là những viên nang sữa ông chúa như thế này, rất là nhỏ gọn và tiện lợi và chúng ta dễ dàng sử dụng luôn. Và cùng Miến có biết không, công dụng đặc biệt là trong uống thì ngoài sẽ còn thoa được nữa, rất là tốt cho làn da của chúng ta khi kết hợp là mặt nạ dưỡng da quý vị nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng nhìn kỹ với Tú Trinh nha. Khi mà chúng ta sử dụng ở đây thì mình chỉ cần chúng ta dùng kéo và chúng ta chỉ cần cắt nhỏ như thế này trên phần viên nang thôi, và sau đó thì mình chỉ cần cảm nhận ngay đó chính là sữa ông chúa của chúng ta với dạng gel rất là đặc như vậy sẽ tác động trực tiếp lên chính làn da của mình. Đó, đây là sữa ông chúa 100% từ thiên nhiên quý vị ạ. Và khi mà chúng ta sử dụng thì có thể là kết hợp cùng với mật ong nguyên chất đó Phụ Miến, hoặc là chúng ta có thể là kết hợp cùng với lòng đỏ trứng gà nè. Khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày thì nó sẽ có tác động đó chính là bổ sung những cái nguồn dưỡng chất làm ẩm cho làn da của chúng ta, tăng cường sức sống nhiều hơn nữa. Đó, và có một mùi thơm rất là dễ chịu đặc trưng từ sữa ông chúa thiên nhiên được nhập khẩu từ Úc quý vị nha. Đây là một điều mà Trinh có thể là chia sẻ với quý vị là bí quyết của Trinh khi mà là dưỡng da vào buổi tối trước khi đi ngủ là một tuần 2 lần với những viên nang sữa ông chúa như thế này. Quý vị
chỉ cần chúng ta lấy nhẹ và chúng ta vỗ nhẹ massage như vậy thôi. Mùi thơm tự nhiên từ sữa ong chúa, đồng thời làn da của mình sẽ có một cái độ căng ống và rất là mịn màng như vậy. Cơ dưỡng chất được cung cấp đầy đủ vào trong làn da của mình, và sau khoảng thời gian là từ 15 đến 20 phút thôi thì mình rửa mặt nhẹ nhàng và massage lại bằng nước ấm, thì quý vị khi chạm vào sẽ cảm thấy được làn da của mình căng bóng, mịn màng và đàn hồi hơn nữa chứ. Như vậy là chúng ta có thể là vừa sử dụng để uống nè, chăm sóc bồi bổ sức khỏe ở bên trong, vừa có thể là thoa ở trên làn da của mình, chính xác, tạo thành những cái lớp mặt nạ dưỡng da thật là tốt quý vị và các bạn nha. Và mỗi ngày như vậy thì đây cũng là một cái bí quyết của Phùng Yến, bởi vì mỗi ngày Phùng Yến chỉ cần là một viên thôi đã đủ hàm lượng để chăm sóc sức khỏe của mình rồi. Uống rất là đơn giản thôi quý vị, đi công tác vài ngày hay là đi du lịch mình cũng có thể rất là tiện lợi để mang theo. Đúng rồi thưa quý vị, và không chỉ là các chị em phụ nữ như Trinh và Yến đâu nha, mà tất cả những đấng mày râu, là những người lớn tuổi nữa dùng đều đặn mỗi ngày để tăng cường sức đề kháng cho chính mình nữa. Và thưa Trinh biết không, khi mà chúng ta sử dụng đều đặn, chăm sóc đều đặn như vậy thì mỗi ngày sức đề kháng của chúng ta cũng sẽ được cải thiện và tăng cường luôn. Đồng thời là nó có vitamin E để mình làm đẹp da nữa. Wow. Cho nên là cảm nhận một thời gian là làn da của chúng ta cũng bắt đầu sáng hơn và mịn màng hơn hẳn. Và Trinh nghĩ rằng là sữa ong chúa là một loại dược liệu quý từ thiên nhiên, mà bây giờ thì quý vị không cần phải hoang mang cũng như lo lắng, là có rất là nhiều cách để mà chúng ta mua sữa ong chúa. Phụ Miến có biết không, nhiều khi là mình chỉ cần là truy cập ở trên mạng internet thôi, mình để vào những trang là địa chỉ là hàng sách tay chẳng hạn, thì mình thấy là nó có rất là nhiều thương hiệu, đồng thời là nhiều nguồn gốc xuất xứ khác nhau. Đôi khi là mình nhờ người khác mua về cho mình không biết được rằng là nhập khẩu từ đâu, có nguồn gốc rõ ràng hay không, uống vào thì sẽ như thế nào, có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe của mình. Thì ngay bây giờ quý vị sẽ không cần phải lo lắng về điều đó nữa. Một bộ sản phẩm với nguồn gốc nhập khẩu rõ ràng trực tiếp từ Úc về Việt Nam, đến từ một thương hiệu rất nổi tiếng của Úc là thương hiệu Costa, được nhập khẩu và phân phối độc quyền bởi công ty Hạnh Phúc nữa. Nên quý vị cứ an tâm khi mà chúng ta sử dụng quý vị nha. Còn ở đây mức giá cũng rất là ưu đãi của VTV Hyundai Home Shopping, 850.000 đồng. Mình có ngay một hộp sữa ong chúa chất lượng như vậy với tổng cộng lên đến là 365 viên nang, mỗi ngày một viên đều đặn như vậy trong vòng 1 năm, và có thời hạn sử dụng lên đến là tháng 10 năm 2018, cho nên rất là lâu dài phải không ạ? Quý vị mua về ngay từ bây giờ thì cứ yên tâm khi mà chúng ta sử dụng quý vị nha. Đừng chần chừ nữa, tất cả quý vị đã có thể sở hữu ngay sữa ong chúa cùng với VTV Hyundai Home Shopping, một sản phẩm chất lượng, qua số điện thoại tổng đài quen thuộc của chúng tôi 1900 7137, và VTV Hyundai Home Shopping sẽ giao hàng đến tận nơi cho gia đình của mình. Và khi mà chúng ta có dòng sản phẩm chất lượng đến từ Úc này ở nhà rồi đó, thì các chị em phụ nữ mình cũng có thể sử dụng được để cải thiện sức khỏe nhan sắc của mình. Các quý ông mình cũng có thể là sử dụng được để chúng ta chăm sóc cho sức khỏe. Ông bà cha mẹ của mình sẽ ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn khi mà sức khỏe của chúng ta được chăm sóc cùng với sữa ong chúa quý vị nha. Hãy ngay lập tức gọi điện thoại và chúng tôi sẽ giao hàng đến tận nơi. Không riêng là đối với các chị em phụ nữ, chúng ta thường xuyên đối mặt với những vấn đề về làn da của mình. Càng lớn tuổi, ăn uống không đầy đủ chất, làn da bị khô ráp và mái tóc cũng ngày càng rụng nhiều hơn. Chưa kể là móng tay cũng sần sùi và có màu sắc không được đẹp. Và đó chính là những lúc mà chúng ta đang cảm thấy hoang mang và lo lắng về cơ thể cũng như là về sức khỏe của bản thân mình. Bên cạnh đó thì đối với những đấng mày râu, áp lực từ công việc ngày một nhiều, căng thẳng kéo dài thường xuyên dẫn đến mất ngủ và tinh thần luôn mệt mỏi. Vậy thì trong những lúc như vậy, quý vị cần làm gì để chúng ta cải thiện sức khỏe của mình, mang đến một tinh thần phấn chấn hơn, đặc biệt là cải thiện cả làn da cũng như là về vóc dáng nữa. Và ngày hôm nay, dòng sản phẩm này cũng có thể được xem như là một món quà ý nghĩa mà các quý ông trong gia đình gửi tặng đến cho người phụ nữ. Sau đó cả hai cùng có thể sử dụng quý vị nha. Đối với các chị em phụ nữ, cải thiện làn da của mình, làm giảm thiểu tình trạng rụng tóc. Trong khi đó, các quý ông được giảm căng thẳng, mệt mỏi hiệu quả, cho nên ngủ ngon hơn. Và không chỉ trong uống đâu, mình còn có thể ngoài thoa nữa, kết hợp hai tác động trong lẫn ngoài, càng ngày càng trở nên đẹp hơn, tự tin hơn. Cơ hội đặc biệt ưu đãi sở hữu ngay viên sữa ong chúa Costa, 365 viên một hộp. Dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu từ Úc, đảm bảo chất lượng, hàm lượng cao lên đến 1450mg một viên. Viên nang tiện lợi sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm được dán tem chống hàng giả của Bộ Công an rõ ràng. Cơ hội sở hữu ngay sữa ong chúa Costa giúp hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái sinh tế bào, làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp và sáng da, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giúp giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong đến bên ngoài. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và đây là một sản phẩm cần thiết dành đến cho mỗi gia đình. Quý vị sẽ có ngay những viên sữa ong chúa Costa, thành phần đặc biệt bao gồm sữa ong chúa tươi nguyên chất 1450mg, dầu đậu nành, vitamin nhóm B, vitamin E và cả acid folic nữa. Những thành phần trên không thể thiếu cho phụ nữ trên 20 tuổi.
Chương trình đặc biệt Bí quyết sống khỏe cùng VTV Hyundai, lựa chọn ngay viên sữa ông chú Costa 365 viên một hộp, giá ưu đãi 850.000 đồng. Yên tâm về hàng chính hãng, không lo hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Nhận quà tặng hấp dẫn, một bộ ráp không mền, một máy tạo kiểu tóc Nova. Hãy nhanh tay lựa chọn. Chào mừng quý vị đã trở lại cùng với phim trường của VTV Hyundai Home Shopping. Để có thể là tiếp tục chia sẻ về những câu chuyện làm đẹp và sức khỏe, thì ngay bây giờ một Yến với Tú Trinh muốn chia sẻ cho quý vị đó chính là về sữa ông chúa. Thật ra thì cũng đã rất là quen thuộc với tất cả chúng ta về cụm từ này rồi, nhưng mà chúng tôi muốn nói lại rõ hơn để với những quý vị mà chúng ta chưa từng sử dụng sữa ông chúa, mình có thể là nắm rõ. Ở trong một tổ ong thì quý vị hình dung là nó có rất là nhiều những cái con ong khác nhau, nhưng mà chỉ duy nhất một con ong được chọn là con ong chúa mà thôi. Và trong suốt vòng đời của con ong chúa đó thì nó được ăn sữa ong chúa, và người ta thấy rằng cái khả năng sinh trưởng cũng như là khả năng sinh dục của nó thì phát triển hơn rất là nhiều so với những cái con ong khác ở trong tổ, và cái kích cỡ của nó cũng lớn hơn nữa đó Tư Trinh nè. Bởi vì ở bên trong sữa ong chúa hàm lượng dinh dưỡng có rất là cao, có hơn 20 loại axit amin ở bên trong, ngoài ra còn có những vitamin nữa để chăm sóc cho sức khỏe. Và ngày hôm nay thì chúng tôi gửi đến cho quý vị các bạn dòng sản phẩm đó là sữa ong chúa chính hãng nguyên chất, được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Chúng ta có thể là yên tâm tận dụng những giá trị dinh dưỡng ở bên trong sữa ong chúa đó để bồi bổ, để tẩm bổ cho sức khỏe của bản thân mình và những thành viên trong gia đình. Đúng rồi thưa quý vị, và khi mà chúng ta mua những dòng thực phẩm để mà chăm sóc cho sức khỏe của mình, chẳng hạn như là sữa ong chúa, thì mình cũng cần phải biết được rằng đến từ thương hiệu nào, có uy tín hay không, đảm bảo chất lượng hay không, và được nhập khẩu từ đâu nữa để quý vị an tâm hơn, bởi vì chúng ta uống trực tiếp vào trong cơ thể của mình cơ mà. Nhưng mà bây giờ thì quý vị sẽ không cần phải lo lắng về điều đó nữa nha. Đây là thương hiệu Costa, một thương hiệu rất nổi tiếng và uy tín tại Úc. Những người dân bản địa cũng như là những du khách quốc tế nó Phụng Yến khi mà đến với là xứ sở của những chú chuột túi thì hay lựa chọn là thương hiệu Costa với dòng sản phẩm là sữa ong chúa vốn đã nổi tiếng từ lâu. Thì ở đây quý vị sẽ có ngay là một hộp sữa ong chúa với tổng cộng là 365 viên, 100% sữa ong chúa từ thiên nhiên, được nhập khẩu trực tiếp từ Úc về Việt Nam. Và khi quý vị chúng ta xoay đều cả những chiếc hộp như vậy thì mình sẽ có ngay đó chính là phần tem nhãn bằng tiếng Việt của đơn vị nhập khẩu là công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ Hạnh Phúc, rất là rõ ràng ở đây, cả về thành phần ở bên trong được ghi rõ, cả về công dụng cho tất cả mọi người, về liều dùng, về đối tượng sử dụng cũng như là cách chúng ta bảo quản, và hơn hết đó chính là nguồn gốc của công ty sản xuất và công ty nhập khẩu, nên quý vị rất là an tâm về chất lượng quý vị nha. Và bên cạnh đó thì quý vị có thể an tâm là chúng ta sở hữu ngay sữa ong chúa của thương hiệu Costa như thế này, mình có thể chúng ta dùng được đều đặn cho mọi thành viên trong gia đình của mình trong một khoảng thời gian rất là lâu dài, hạn sử dụng lên đến tháng 10 năm 2018, rất là lâu đó Phụ Miến nha. Chưa kể là mình sẽ còn thấy ngay là trên phần tem nhãn trực tiếp của thương hiệu Costa sẽ có dòng chữ là Made in Australia, được sản xuất ngay tại Úc, sau đó nhập khẩu trực tiếp về Việt Nam, nên quý vị chúng ta cứ an tâm khi mà mình sử dụng mỗi ngày. Và khi mà quý vị các bạn chúng ta có một hộp ở ngay tại nhà của mình, khi mà chúng tôi giao hàng đến đó, quý vị hoàn toàn có thể là kiểm tra chất lượng sản phẩm. Chúng ta sẽ nhìn thấy là phần tem niêm yết đầu tiên là ở bên trên phần thân trước của vỏ hộp như thế này đây, tem chống hàng giả của Bộ Công an quý vị nha. Và tiếp theo chúng ta sẽ nhìn thấy là phần tem được niêm yết như thế này, chạy ở trên phần nắp xuống tận phần thân, và nhìn thấy rõ là hộp của chúng ta vẫn còn mới tinh, vẫn còn nguyên vẹn, hàng chất lượng và chính hãng. Sau khi quý vị đã kiểm tra hết những yếu tố này rồi, lúc đó chúng ta mới cần phải thanh toán cùng với nhân viên giao hàng, rất là tiện lợi khi mua sắm cùng với VTV Hyundai Home Shopping. Và chúng ta còn có một cách thức nữa để kiểm tra về tem nước nữa Tú Trinh ha. Thưa quý vị, và sẽ còn an tâm hơn là bên cạnh tem chống hàng giả từ Bộ Công an đã được niêm yết rõ ràng ở ngay trên phần vỏ hộp của những chiếc hộp sữa ong chúa như thế này, thì quý vị sẽ cùng quan sát cùng với Tú Trinh nha. Lên trên cả là phần nắp hộp như thế này đây, thì mình sẽ còn có tem nhập khẩu được niêm yết bởi công ty Hạnh Phúc, là đơn vị nhập khẩu phân phối độc quyền của thương hiệu Costa về Việt Nam. Quý vị sẽ có đó chính là mã thẻ cào cũng như là cú pháp nhắn tin. Chúng ta chỉ cần cào nhẹ phần thẻ này ra và mình chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp này và gửi về tổng đài để nhận được tin nhắn cam kết đây là hàng chính hãng, nên quý vị cứ an tâm khi sử dụng. Chưa kể là ở đây, ngay bây giờ quý vị sẽ còn thấy là sẽ có một cái phần tem mờ này, đây gọi là phần tem nước quý vị nha. Khi chúng ta chỉ cần tác động phần tem mờ này cùng với nước như thế này mà thôi, xoa nhẹ nhẹ lên phần tem, thì dần dần quý vị sẽ thấy rõ ràng đó chính là tên rất là đầy đủ của đơn vị nhập khẩu trực tiếp thương hiệu sữa ong chúa Costa về Việt Nam, ở đây là công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ Hạnh Phúc như thế này đó. Quý vị chỉ cần thấy là tác động phần tem mờ này cùng với nước thôi là mình sẽ thấy hiển thị rất là rõ ràng, đúng không ạ? Và
khi chúng ta kiểm tra đầy đủ cả phần tem từ Bộ Công an, tem nhập khẩu từ đơn vị phân phối thì quý vị chúng ta cứ an tâm khi sử dụng, và khi đó thì mới phải thanh toán với nhân viên giao hàng khi sở hữu bộ sản phẩm này cùng với VTV Hyundai Home Shopping các chị em nha. Và với mỗi viên ở bên trong thì khi mà chúng ta sở hữu rồi, quý vị hãy lấy ra ngay để mình có thể là sử dụng rất là dễ dàng. Đúng sử rồi. Dụng thì mình có là hai cách sử dụng. Mình có thể là tất nhiên là viên uống mà mình uống trực tiếp để uống trực tiếp mỗi ngày như vậy. Mỗi ngày uống một viên chăm sóc sức khỏe với những thành phần dinh dưỡng ở bên trong. Còn cách thứ hai là chúng ta có thể là dùng để thoa quý vị nha. Mình có thể là thoa trực tiếp một hàm lượng ở bên trong sữa ong chúa lên trên da, hoặc là chúng ta có thể là tiện lợi dễ dàng để mình chăm sóc cho làn da của mình cùng với những hỗn hợp mặt nạ. Ví dụ như là ở đây ngay bây giờ Phùng Yến sẽ làm rất là nhanh chóng thôi, một mặt nạ để chúng ta có thể là dưỡng da. Một có thể là mật ong quý vị rất là dễ dàng tìm thấy ở bên ngoài thị trường đúng không nào? Chúng ta có thể là hòa trộn chung đó là thành phần mật ong cũng như đó chính là thành phần sữa ong chúa ở bên trong mỗi viên uống sữa ong chúa quý vị các bạn nha. Cho một ít mật ong vào ở như thế này, rồi sau đó là chúng ta sẽ cắt ngay những cái viên nang sữa ong chúa ra, và quý vị các bạn chúng ta chỉ cần là cho thành phần rất là cô đặc của sữa ong chúa vào ở bên trong thành phần mật ong. Đúng rồi thưa quý vị, mình chỉ cần chúng ta cho vào ở bên trong như thế này mà thôi quý vị nha, là những thành phần cô đặc từ những viên sữa ong chúa như thế này trực tiếp vào bên trong mà thôi. Nên quý vị chúng ta có thể cảm nhận được là với loại mặt nạ như vậy thì mình có thể chúng ta thoa trực tiếp lên làn da của mình. Và Phụ Miến có biết không, đúng là một cái mùi thơm rất là đặc trưng và dễ chịu từ sữa ong chúa thiên nhiên. Cho nên là quý vị có thể an tâm chúng ta sử dụng mỗi ngày luôn, trong uống và ngoài thoa, để mà chúng ta có thể đảm bảo được việc là chúng ta giữ gìn sức khỏe của mình cũng như là giữ gìn làn da cho mỗi chị em phụ nữ nữa. Và nói về làn da thì ở bên trong thành phần của những cái viên uống như thế này còn có thêm đó là thành phần vitamin E nữa các chị em ạ. Với thành phần vitamin E đó thì sẽ giúp chúng ta có thể là chăm sóc cho vẻ đẹp, cho độ mịn màng và cả độ sáng của làn da chúng ta nữa. Chúng ta nhìn vào tấm bảng này, quý vị sẽ quan sát được những thành phần dinh dưỡng ở bên trong mỗi viên uống sữa ong chúa luôn. 50mg sữa ong chúa đông khô ở bên trong mỗi viên, 1450mg sữa ong chúa tươi trên một viên như thế này thì rất là dồi dào, hàm lượng cao để chúng ta có thể là chăm sóc dễ dàng cho sức khỏe của mình. Ngoài ra còn có vitamin E, vitamin nhóm B, acid folic, protein và các loại acid amin. Và thưa quý vị, đúng là với những thành phần là acid amin và cả những loại vitamin tác động kết hợp lại và ở bên trong mỗi viên nang sữa ong chúa như thế này, nên quý vị chúng ta có thể là an tâm sử dụng cho mọi thành viên trong gia đình, từ các chị em phụ nữ là dùng mỗi ngày để mà chúng ta có thể là phòng chống lão hóa mạnh mẽ nè, giảm đi căng thẳng do công việc mang lại cũng như là mang đến một làn da tươi sáng hơn, và cả những người lớn tuổi là tăng cường sức đề kháng và cả hệ miễn dịch của mình nữa. Những đấng mày rau thì sử dụng đều đặn sẽ có tác dụng đặc biệt cho cả nam và nữ. Và quý vị cũng thấy là lúc nãy thì cả Tú Trinh và Phụng Yến đã lấy cái loại dạng gel đặc từ sữa ong chúa ra để mình có thể là kết hợp làm mặt nạ dưỡng da. Thì bây giờ với mỗi viên nang rất là nhỏ gọn và tiện lợi như vậy, 50g sữa ong chúa đông khô tương đương với 1400mg sữa ong chúa tươi, được kết hợp cùng với cả dầu dừa cùng với là dầu đậu nành nữa, rất là dịu nhẹ khi mà chúng ta sử dụng vào chính cơ thể của mình mỗi ngày quý vị nha. Và với dạng viên nang như vậy thì những khi mà chúng ta đi làm nè, mình cho vào trong túi xách, hoặc là những khi mà chúng ta đi công tác thì mình cũng có thể là mang theo luôn. Sử dụng thì vô cùng đơn giản rồi, quý vị chỉ cần kết hợp cùng với lại là nước suối hoặc là nước lọc như vậy là chúng ta đã có thể là sử dụng, và nhất là với 365 viên thì cả một năm mình dùng đều đặn mỗi ngày luôn quý vị nha. Chúng ta có thể là sử dụng rất là đơn giản, mang theo mỗi ngày chúng ta uống như vậy, và quý vị các bạn chúng ta sẽ thấy là sức khỏe của mình dần dần được cải thiện theo thời gian mà chúng ta sử dụng. Và quý vị các bạn chúng ta có thể là chăm sóc vừa sức khỏe vừa là nhan sắc cho mình. Đúng chúng rồi. Ta có thể là yên tâm sử dụng hàng chính hãng của Costa quý vị và các bạn nha. Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đây là dòng thực phẩm chức năng từ sữa ong chúa an toàn chúng tôi gửi đến cho quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay, với thông tin chia sẻ rất là rõ ràng, đó là dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc. Gia đình mình có thể là yên tâm lựa chọn ngay bây giờ cùng với VTV Hyundai Home Shopping để có được một cách thức chăm sóc sức khỏe cho bản thân chúng ta cũng như là rất là nhiều những thành viên trong gia đình của mình, và mình cũng có thể là gửi tặng quà cho người thân của chúng ta nữa. Đúng rồi, mình có thể là trao tặng những món quà về sức khỏe như vậy dành đến cho tất cả những người mà chúng ta yêu thương và luôn quan tâm mỗi ngày quý vị nha. Với 850.000 đồng nhưng quý vị sẽ có ngay được sự yên tâm mà chúng ta không cần phải lo lắng về nguồn gốc, về chất lượng cũng như là hiệu quả trực tiếp, hiệu quả thực tế khi mà chúng ta sử dụng sữa ong chúa đến từ thương hiệu nổi tiếng của Úc là thương hiệu Costa với chính bản thân của mình mỗi ngày các chị em nha. 850.000 đồng quý vị có ngay một hộp sữa ong chúa chất lượng như vậy, rất là rõ ràng về mọi thành phần, công dụng, nguồn gốc xuất xứ, nhập khẩu và cả chất lượng thực sự của bộ sản phẩm này nữa. 365 viên, nếu như một chị em phụ nữ của chúng ta mà dùng mỗi ngày thì thời gian lên đến là một năm lận. Quý vị cứ an tâm khi mà chúng ta sử dụng các chị em nha, đừng chần chừ nữa hãy mang về ngay một món quà về sức khỏe dành đến cho chính bản thân của mình và những thành viên trong gia đình với số điện thoại tổng đài quen
thuộc của VTV Hyundai Home Shopping 1900 7137. Sản phẩm ngày hôm nay chúng ta đang cùng tìm hiểu đó chính là sữa ong chúa. Ban đầu thì ong chúa cũng chỉ là một ấu trùng bình thường như bao ấu trùng ong thỏ khác. Nhưng nhờ cả đời không ăn gì khác ngoài sữa ong chúa dần trở nên vượt trội hơn so với ong thỏ về mọi mặt. Ong chúa có thể sống lâu gấp 40 lần ong thỏ, cơ thể lớn gấp rưỡi ong thỏ và rất khỏe mạnh. Mỗi ngày ong chúa có thể đẻ khoảng 2.000 trứng mà không kiệt sức. Bên cạnh đó thì khi mà chúng ta sử dụng đều đặn sữa ong chúa mỗi ngày, một loại dược liệu quý từ thiên nhiên, sẽ có những tác dụng quý giá đối với sức khỏe của con người. Bên cạnh đó là còn cung cấp nhiều vitamin cho cơ thể. Và ngày hôm nay sẽ là một sự lựa chọn đến từ Úc với sữa ong chúa nhập khẩu trực tiếp từ Úc về Việt Nam, thương hiệu Costa. Cơ hội đặc biệt ưu đãi sở hữu ngay viên sữa ong chúa Costa 365 viên một hộp. Dòng sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu từ Úc, đảm bảo chất lượng, hàm lượng cao lên đến 1450mg một viên. Viên nang tiện lợi sử dụng mọi lúc mọi nơi. Sản phẩm được dán tem chống hàng giả của Bộ Công an rõ ràng. Cơ hội sở hữu ngay sữa ong chúa Costa giúp hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái sinh tế bào, làm chậm quá trình lão hóa, làm đẹp và sáng da, tăng cường sức khỏe, nâng cao sức đề kháng, giúp giữ gìn sức khỏe và sắc đẹp từ bên trong đến bên ngoài. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Và đây là một sản phẩm cần thiết dành đến cho mỗi gia đình. Quý vị sẽ có ngay những viên sữa ong chúa Costa thành phần đặc biệt bao gồm sữa ong chúa tươi nguyên chất 1450mg, dầu đậu nành, vitamin nhóm B, vitamin E và cả acid folic nữa. Những thành phần trên không thể thiếu cho phụ nữ trên 20 tuổi. Từ lâu đã rất nhiều người sử dụng sữa ong chúa tươi nguyên chất để mà chăm sóc phục hồi sức khỏe của mình, đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ và cả những đấng mày râu nữa ở nhiều lứa tuổi khác nhau. Ngày hôm nay quý vị đồng hành cùng với VTV Hyundai Home Shopping, mình sẽ có ngay 365 viên nang sữa ong chúa rất an toàn, đảm bảo về chất lượng bởi vì được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Úc về Việt Nam đến từ thương hiệu Costa. Trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình này cùng với VTV Hyundai Home Shopping thì ngay bây giờ Hùng Yên có một số câu hỏi để hỏi nhau với Tú Trinh nha. Tại sao là chúng ta nên mua sữa ong chúa của Costa trong chương trình ngày hôm nay cùng với VTV Hyundai Home Shopping? Bởi vì chúng ta sẽ có được một sự an tâm khi đây là một bộ sản phẩm được nhập khẩu trực tiếp 100% từ Úc về Việt Nam, có tem chống hàng giả từ Bộ Công an, đồng thời là còn có tem niêm yết từ công ty nhập khẩu phân phối độc quyền là công ty Hạnh Phúc nữa. Và bên cạnh đó thì quý vị cứ an tâm khi mà chúng ta sử dụng mỗi ngày, made in Australia quý vị nha. Và thưa quý vị, số điện thoại tổng đài quen thuộc của chúng tôi 1900 7137 đang rất sẵn sàng để tiếp nhận mọi cuộc gọi, để trả lời những thắc mắc cũng như là chúng tôi nhanh chóng giao tận ngay bộ sản phẩm này về tận nhà theo yêu cầu của tất cả quý vị. 365 viên một mình chúng ta dùng trong suốt cả một năm, và cả nhà của mình thì thời gian sử dụng cũng rất là lâu dài quý vị nhé. Đừng chần chừ nữa, cơ hội đặc biệt chỉ có tại VTV Hyundai Home Shopping mà thôi. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc rồi. Tú Trinh và Phụng Yến xin mến chào tạm biệt và không quên chúc cho tất cả quý vị cùng với những thành viên trong gia đình của mình sẽ luôn có một sức khỏe thật tốt nè, một làn da khỏe đẹp, đồng thời là không còn căng thẳng mỗi ngày quý vị nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào những chương trình tiếp theo.